Đây là công việc một ngày tại Thế Chiều Copy Farm. Sáng ra thì các bạn bắt đầu đi cho cá ăn là công việc đầu tiên nha mọi người. Đây là mấy con Dumbo tay bơi siêu to nè. Còn đây là những em full gold vàng ươm óng ánh. Con nào con nấy vẫy leo tới đầu luôn, chất lượng lắm nha. Tiếp theo á, sau khi đi cho cá ăn là sẽ đi tia cá và vớt cá con. Ngày nào tụi nó cũng đẻ cả ngàn con như vậy nè. Các bạn nhìn cái khu mới này mình vừa làm, có đúng chất chạy cá bảy màu luôn không? Hồ đủ bảy sắc cầu vồng luôn. Đang làm thì thằng đệ nó nói: "Anh Triều ơi, cho em mượn hai hồ nuôi cá được không?" "Ủa cái gì vậy ba? Ở nhà nuôi cá mà đi mua cá về nuôi là sao?" Tôi hỏi chơi vậy thôi, chứ thật ra tôi cũng y chang à mấy ông. Nhiều khi cái loại đó mình thích quá mà ở nhà không có thì phải mua về nuôi thôi chứ sao giờ. Đây là mấy con full red blue ear nè mọi người, có nghĩa là thân cá màu đỏ, còn tay bơi có màu xanh đó. Khi cá di chuyển từ nơi khác về thì các bạn nên ngâm 30 đến 60 phút trong hồ để nhiệt độ trong bịch và nhiệt độ của hồ ổn định, cá mới không bị sốc nước nha. Mình chăm thêm vài giọt healing để hỗ trợ dưỡng cá giảm rét nè, kết hợp thêm vài giọt cà rốt nữa để ngừa nấm cho cá. Mấy bữa nay trời mưa quá trời luôn, cá đi xa đang mệt, sức đề kháng yếu thì rất là dễ bị bệnh. Còn đây là tụi cá nè, thân cá màu đỏ, tay bơi màu xanh. Tự nhiên cái tôi thấy tụi này nó cũng đẹp đẹp. Còn đây là tổng quan cái trại mới của mình nè, đủ bảy sắc cầu vồng luôn. Ngoài ra thì cà rốt và healing còn hỗ trợ chỉ túm lắc cho cá bảy màu nữa nha, đa công dụng, đa chức năng.